Sáng ngày 28 tháng 5, Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với xã Tân Dương, Điểm Mặc về xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lực, Bí thư Huyện ủy, chủ trì các hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn. Sau khi rà soát các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, xã Tân Dương đạt 9 trên 19 tiêu chí, 60 trên 75 chỉ tiêu, gồm tiêu chí số 3 thủy lợi và phòng chống thiên tai, tiêu chí số 4 điện, tiêu chí số 7 cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tiêu chí số 9 nhà ở dân cư, tiêu chí số 15 hành chính công, tiêu chí 16 tiếp cận pháp luật, tiêu chí 17 môi trường, tiêu chí 18 chất lượng môi trường sống, tiêu chí 19 quốc phòng an ninh. Để hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch, xã Tân Dương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì và củng cố, nâng cao các tiêu chí. Đồng thời, với việc hoàn thiện hồ sơ minh chứng đối với các tiêu chí đã đạt theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, khẩn trương triển khai thực hiện các công trình dự án đã được giao trong năm 2024, phối hợp với các phòng ban chuyên môn của huyện để triển khai thực hiện công tác quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới, sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục trường mầm non trong trung học cơ sở Tân Dương, triển khai lắp đặt dụng cụ thể thao ngoài trời tại các điểm công cộng, thực hiện tốt các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất từ chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đối với các hộ nghèo, cận nghèo, nhất là các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, sinh kế bền vững, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập. Đối với xã Điểm Mặc, hiện xã đạt 9 trên 19 tiêu chí, gồm tiêu chí số 13 thủy lợi và phòng chống thiên tai, tiêu chí 4 điện, tiêu chí số 9 nhà ở dân cư, tiêu chí số 11 nghèo đa chiều, tiêu chí số 12 lao động, tiêu chí số 14 về y tế, tiêu chí số 15 hành chính công, tiêu chí số 16 tiếp cận pháp luật, tiêu chí số 19 quốc phòng an ninh. Đối với các tiêu chí chưa đạt, xã cần tập trung chỉ đạo, duy trì, củng cố, nâng cao các tiêu chí. Đồng thời, cùng với việc hoàn thiện hồ sơ minh chứng đối với các tiêu chí đã đạt theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, cần khẩn trương triển khai thực hiện các công trình dự án đã được giao trong năm 2024. Phối hợp với các phòng ban chuyên môn của huyện thực hiện quy hoạch chi tiết khu dân cư của xã, triển khai sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục trường mầm non Điểm Mặc, lắp đặt dụng cụ thể thao ngoài trời các điểm công cộng, lồng ghép các cơ chế, chính sách, nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ phát triển sản xuất cho người dân. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Lực, Bí thư Huyện ủy đề nghị các xã cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng nông thôn mới. Các xã cần phối hợp tốt với các phòng ban chuyên môn của huyện để hoàn thiện các tiêu chí, tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, thường xuyên báo cáo tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao đối với huyện để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc